câu hỏi nữa từ tổng đài 1900 6145. Xin mời khán giả đặt câu hỏi cho các vị chuyên gia tại trường quay ạ. Alo ạ. Dạ vâng, xin mời khán giả giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho hai vị chuyên gia tại trường quay của chúng tôi. Vâng. Xin mời khán giả ạ. Vâng. Xin chào VTC16. Tôi là Phạm Thị Bình ạ. Ở Thanh Hóa. Tôi có một con lợn nái mới đẻ mới đêm qua thôi. Mà cứ đẻ ra là 8 con thôi. Vâng. Dạ vâng, xin mời chuyên gia. Có một con lợn nái mà mới đẻ tối hôm qua thôi. Và đẻ được 15 con. Và cứ quay lại là 8 con thôi. Vâng ạ, xin mời chuyên gia Trương Văn Trung ạ. Vâng, xin chào chị. Cái hiện tượng mà lợn nái mà đẻ ra xong rồi cắn con ấy thì nó có nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng đó. Thứ nhất là sau khi đẻ xong thì chậm nhất là 20 phút sau là phải bắt đầu cho con bú mẹ rồi. Còn nếu mà để kéo dài hơn thì cái hiện tượng cắn con là chuyện thường xuyên xảy ra. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, khi mà sinh con ấy là phải ở cái chỗ nó yên tĩnh, tránh tiếng động nhiều. Và tiếng động nhiều cũng có thể dẫn đến cắn con. Cái thứ ba là có thể bị viêm cái núm vú. Khi nó viêm núm vú thì con vào bú là nó không cho bú, nó cắn luôn. Đấy, đấy là cái thứ ba. Thế thì tôi nghĩ rằng là để khống chế cái đó thì tất cả nguyên nhân dẫn đến cắn con mình đều phải khống chế làm sao nó không được cái chuyện đó xảy ra. Đấy. Thế còn bây giờ hiện tại nó đang bị cắn con thì tôi tư vấn cho chị thế này. Trước hết là chị phải xem cái núm vú, lấy cái nước ấm 45 độ C rửa toàn bộ các núm vú. Sau đó chị dùng cái cồn niacin 10%. Mỗi ngày chị nhúng cái núm vú vào đấy 3 lần, sáng, trưa, chiều. Và liên tục trong vòng khoảng 5-7 ngày liền để chống hiện tượng bị viêm núm vú. Thứ hai là chị có thể sử dụng cái thuốc Acepromazin 1%. Đấy, chị tiêm cho nó 1 lần trên ngày, tiêm 2 ngày để cho nó trấn tĩnh lại. Trấn tĩnh lại nó không ai. Cái thứ ba là chị có thể là dùng cái rượu ấy. Đấy, mình nâu cái con đấy. Cái sau rồi bắt đầu mình mới từ con mẹ nó ngủ rồi mình từ mình thả con nó vào đó. Đấy. Thì như vậy tức là nó cũng sẽ tạo một cái mùi nó không ấy và nó không cắn con. Đấy. Thế và đồng thời với quá trình đó thì chị cũng phải chú ý là phải bổ sung thêm cái vitamin ADE rồi cái khoáng chất Premix và vitamin B complex và trong thức ăn cho ăn liên tục trong vòng khoảng 1 tháng để mà tăng cường kích thích làm cho tuyến sữa phát triển và tạo điều kiện đủ sữa cho đứa con. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia với những tư vấn vừa rồi và xin được cảm ơn câu hỏi của khán giả. Với những tư vấn vừa rồi của chuyên gia thì hy vọng là khán giả có thể nhanh chóng khắc phục được cái hiện tượng này trên đàn lợn của gia đình mình.